Hey guys, how have you been? Chào các em sao rồi, khỏe không? Are you active and happy as I told you? Các em có luôn năng động và luôn vui tươi như thầy đã dặn các em không? This is very important, guys. Điều này rất quan trọng nhé các em. Nhớ nha, be active and be happy. Now, do you like karaoke singing? Em có thích hát karaoke không? Oh, today I have an inspiration for it. Hôm nay thầy tự nhiên thấy muốn hát karaoke cho em nghe. Therefore, now, if you like, sing along with me. And of course, if you know the song. Yeah. The song we just sung. Em biết hát, biết bài này, hát này là bài gì không các em? It's Papa by Paul Anka. Đó là bài Papa, người cha đó, của tác giả Paul Anka. The song praises the father in a family, as we see in the lyrics.
bài hát ca ngợi về người cha trong gia đình, giống như chúng ta thấy cái lời bài hát nó thể hiện đây. How about you? What do you think about your father? Các em thì sao? Các em nghĩ gì về cha mình? Let's see how these people talk about their fathers through our lesson today. Chúng ta hãy xem coi những người này nói gì về cha mẹ, cha của mình nha, qua bài học hôm nay. And then, if you like, try to say something about your father to me. Và nếu em thích, thì em có thể nói cho thầy nghe một đôi điều về cha của mình. So, first, let's understand the meanings of the new works of the passage. Try to repeat after me, please. Express, express, express. To express means to show a feeling or an opinion to somebody. Thể hiện cảm giác hoặc ý kiến đối với ai đó, có nghĩa là mình diễn tả hay mình bộc lộ cái điều gì đó. Memory, memory, memory. Memory is something happening in the past, remembered. Là những gì xảy ra trong quá khứ và được nhớ lại. Như vậy đó là kỷ niệm. Lose heart, lose heart, lose heart. Chúng ta có nghĩa của chữ lose là làm mất, đánh mất hoặc là thua cuộc. Heart là trái tim. Đánh mất trái tim, thua cuộc có nghĩa là mình đánh mất con tim mình á, có nghĩa là mình làm gì? It means give up, give up. Đầu hàng, nản chí. Tear, tear, tear. Tear is a drop of liquid from the eyes. Đó là một giọt chất lỏng từ mắt, có nghĩa là nước mắt. Hug, hug, hug. Hug là động từ và cũng là danh từ nữa các em. To hug means to hold somebody in both arms tight. Hug có nghĩa là ôm ai đó bằng hai tay thật chặt, vì là ôm chặt, ôm ghì. Groom, groom, groom. The groom is the most important male of a wedding. Nhân vật nam quan trọng nhất của một đám cưới chắc chắn đó là ai các em? Đó là chú rể. Considerate, considerate, considerate. Considerate là một tính từ. It means always thinking of others' wishes and feelings. Consider, considerate có nghĩa là luôn luôn quan tâm tới ước muốn hoặc là cảm giác của người khác, có nghĩa là chúng ta chu đáo, chúng ta tỉ mỉ. Alright. Generous, generous, generous. It means getting ready to give freely. Generous có nghĩa là chúng ta sẵn sàng cho đi một cách tự nguyện, một cách miễn phí, không có tính toán. Có nghĩa là chúng ta rộng lượng, hào phóng. Priority, priority, priority. Something very important that is done the first of all. Một cái gì đó
quan trọng được làm trên hết, được làm trước hết. Có nghĩa là đó là cái sự ưu tiên. Sense. It is a characteristic. Đó là một cá tính thôi em, một cá tính. Humor. Humor is somebody's quality that can make others laugh. Đó là một phẩm chất một người mà có thể làm cho người khác cười lên. Đó là cái sự hài hước. Distinguish. To distinguish means to see clearly the difference between two people or two things. Thấy rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai người hoặc hai vật. Đó là phân biệt. Terrific. It means excellent, wonderful, or very great. Rất là tuyệt vời, tuyệt diệu. Quality. It is a thing that is part of somebody's character. Một cái điều gì đó mà thuộc về nhân cách, bản chất của một người rồi thì đó gọi là phẩm chất. Image is the impression somebody or something gives to the public. Cái ấn tượng mà người ta hoặc cái vật gì đó nó tạo ra cho công chúng thì cái đó gọi là cái hình ảnh. Now, I think you are able to understand when you read the passage. Thầy nghĩ là chúng ta đã đủ từ vựng để chúng ta đọc qua bài và hiểu bài và làm những nhiệm vụ tiếp theo nhé. Rồi. Now. Listen to the passage. Look at the passage on the screen and read along. There are many occasions for you to express your feelings to others. Following are opinions, feelings, and memories of children about their fathers on Father's Day in Australia and the USA. Rita, Australia. To the one who teaches me how to love, cry, and laugh. To the one who says never lose heart and always finish what you start. To the one whose feelings for me are so strong that the word love can't describe them. Can you guess who it is? It's not too hard to tell. Alright. Nào chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của đoạn văn này nhé. Những bạn nào mà yếu á, chúng ta cố gắng nha. Có nhiều dịp để cho bạn bộc lộ tình cảm của mình đối với người khác. Sau đây là những ý kiến, những cảm giác và những cái ký ức của con trẻ về cha của họ vào ngày của cha ở Úc và ở Mỹ. Do you know when the Father's Day is? Các em có biết ngày của cha là ngày mấy không? It is the third Sunday of June. Đó là chủ nhật thứ ba của tháng 6. And how about the mother's? Như vậy còn ngày của mẹ thì sao?
It is on the second Sunday of May. Đó là chủ nhật thứ hai của tháng 5. Dạ, như vậy là chúng ta sắp sửa tới kỷ niệm những ngày của cha của mẹ rồi nha. Ngày của mẹ, chủ nhật thứ hai của tháng 5, ngày của cha, chủ nhật thứ ba của tháng 6. Cho dù đây là ngày của người Úc và người Mỹ, nhưng chúng ta cũng nên thể hiện cái tình cảm của mình đối với cha mẹ vào những ngày này nhé em. Nào, đọc thư của đọc cái ý tưởng, cái suy nghĩ của Rita từ Úc xem nha. To the one có nghĩa là ở đây nè, viết cho, gửi cho đó. Gửi cho người mà dạy con biết yêu, biết khóc và biết cười. Gửi cho người mà không bao giờ nói cái từ nản chí ra và luôn luôn hoàn thành những gì mình bắt đầu làm. Gửi cho người mà cảm giác người ấy đối với con quá mạnh mẽ đến nỗi cái từ yêu thương không thể nào diễn tả hết chúng được. Các bạn có đoán được đó là ai không? Không quá khó để nói, có nghĩa là đó là người cha đó. Không, không quá khó để nói. Cô này có bỏ lửng, có nghĩa là đó là cha của họ đấy. Thì ở trong cái bài số 8 phần số 5 read này, chúng ta có một cái ngữ pháp mới, đó là mệnh đề liên hệ. Who teaches me how to love, cry and laugh, đó là mệnh đề liên hệ. Who say never lose heart, not always finish what you start, mệnh đề liên hệ nè. Whose feelings for me are so strong that the world love can't describe them, mệnh đề liên hệ. Mệnh đề liên hệ như thế nào? Thì nếu chúng ta có thời giờ thì search trước bài học ở trên mạng thử xem nha, rồi sau đó sẽ khi mà tới phần lắng nghe focus, thầy sẽ giảng cho chúng ta. Alright, now let's begin the passage. Oh sorry, let's continue the passage. Chúng ta cố tiếp tục đoạn văn nha. Jane, USA. Daddy, I'm writing this to tell you how much you are missed and loved. I will always remember that day, my wedding day. You were standing there with tears in your eyes while I was walking towards my groom. You gave me a hug and the feeling that you never wanted to let me go. But at last I had to leave you and start my new life. A moment in time that lasts forever. I now have children, Dad, but I will always be your little girl. Happy Father's Day. Hi. Hi. Còn Jane từ Mỹ thì nghĩ như thế nào về cha của cô ấy? Chúng ta chú ý nha. Thưa cha, con đang viết thư này để kể cho cha nghe là cha được nhớ thương và yêu quý biết chừng nào. Con sẽ luôn nhớ mãi ngày ấy, ngày cưới của con. Cha đứng đó khóc trong khi con đi hướng về phía chú rể của mình. Cha đã ôm con thật chặt và cảm giác ấy, cha như không muốn để con đi, nhưng cuối cùng con cũng phải đi thôi và bắt đầu cuộc sống mới của con. Một khoảnh khắc mà kéo dài mãi mãi. Bây giờ con đã có con rồi, nhưng thưa cha, con vẫn sẽ luôn là đứa con gái bé nhỏ của cha. Chúc mừng ngày của cha. Yeah. Now continue. Bob, Australia. You ask me what I think about my dad. Great, great. I must tell you, my dad is the best person in the world. Do you know what I mean? He is a considerate and generous man who is loved not only by his family, but also by all his friends. His priority is always his family. His sense of humor distinguishes him from others. In a word, my dad's terrific. I'm so proud of him and love him so much. Happy Father's Day, Daddy. Rồi, Bob ở Úc thì nghĩ gì về cha mình? Bạn mà hỏi tôi nghĩ gì về cha tôi? Thì thật là tuyệt, tuyệt vời. Tôi phải nói với bạn rằng cha tôi là người tốt nhất trên thế giới này. Bạn có biết ý tôi muốn nói là gì không?
Ông ấy là một người đàn ông rộng lượng và chu đáo. Người mà không những được yêu thương bởi toàn thể gia đình mà còn bởi tất cả bạn bè của mình nữa. Sự quan tâm của ông ta, sự ưu tiên của ông ta luôn luôn là gia đình. Cái cá tánh hài hước của ông ta làm cho ông ta phân biệt rõ rệt với những người khác. Tóm lại, cha tôi thật tuyệt vời. Tôi rất tự hào về ông ấy và yêu ông ấy lắm. Xin chúc mừng ngày của cha, thưa cha. Nha. Chúng ta đã tìm hiểu qua cái tình cảm của những người con đối với cha của mình. And how about you? I hope to receive information from you. Thầy hy vọng là sẽ nhận được thông tin phản hồi từ chúng ta nhé. Alright, so now, are you ready to answer the questions of the passage? Now, try to answer the questions. A. Who do you think Rita sends this card to? Bạn nghĩ Rita gửi cái thiệp này cho ai? B. Is Jane's father alive or dead? How do you know this? Cha của Jane còn sống hay chết? Là làm thế nào em biết được? C. What quality makes Bob's father different from others? Cái phẩm chất nào mà làm cho cha của Bob khác biệt so với những người khác? D. What image of a father can you draw from the passage? Cái hình ảnh về người cha như thế nào mà em có thể rút ra từ đoạn văn này? Alright, so try to give the correct answer. Nếu các em chưa có hiểu rõ thì pause sợi khúc này, quay lại cái bài đọc, đọc cho nó kỹ, cho nó hiểu bài, rồi quay qua đây nha. Rồi, còn ở đây thì để mất thời giờ thì thầy sẽ trả lời cho chúng ta luôn, xem chúng ta trả lời có đúng hay không nha. Question A. I think she sends this card to her father. Nha, tôi nghĩ cô ta viết thiệp này cho cha cô ta. Đúng rồi, ngày của cha mà, đúng không? B. He may be dead because she says how much he is missed. Ông ấy có lẽ mất bởi vì cô ta nói ông ấy được nhớ nhiều lắm. Thì cái câu này cũng không rõ ràng em ha. Thì có thể mình cho ý là cô ấy, cha cô ấy mất bởi vì ông ấy được nhớ nhiều. Cũng có thể, cũng có thể có trường hợp là cha cô ấy còn sống. Lý do là sao? Là bởi vì cô ta viết là happy birth, happy Father's Day ở phía cuối đoạn văn ha, cô ta viết là chúc mừng ngày của cha. Chắc chắn là cha cô ta còn sống thì cô ta mới viết như vậy. Thì cái câu này nó không rõ ràng, thì ai có thể trả lời sống hay mất gì cũng được nha. Chúng ta ở đây chúng ta chỉ trả lời một ý thôi nha, một ý thôi. Rồi, C. S. His sense of humor. Đó là cái cá tánh hài hước của ông ấy đã làm cho ông ấy khác biệt với những người khác. Trong cuộc sống thì lúc nào mình hài hước thì nó cũng vui vẻ ha, cái đầu óc mình thoải mái, mình làm việc dễ dàng hơn. Phải không em ha? D. A father is not only a caretaker but also a teacher, a friend to his children. Một người cha không những là một người bảo hộ, trông nom, nuôi nấng mà còn là một người thầy, người bạn của con mình luôn. Các em suy nghĩ có đúng không? Cha nuôi nấng cho mình, nhưng cần thiết cha vẫn có thể dạy mình được. Và lúc cần thiết hơn nữa, con mình mệt mỏi quá thì cha vẫn là một người bạn để chơi, để hủ hỉ, để tâm sự, để cho chúng ta trải lòng, đúng không? Yeah. Alright. So until now you have done a good job
Cho tới giờ này thì là các em đã làm được một việc tốt rồi, học bài tốt đúng không? Nãy giờ mở lên mà xem tới đây là chúng ta học bài tốt rồi đấy. So try to work harder to achieve more. Thế thì chúng ta cố gắng làm việc hăng say hơn nữa, học tập hăng say hơn nữa để đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Đó là gì? No. You have to match the definitions or the explanations with the right words. Chúng ta sẽ ghép những cái định nghĩa hoặc những cái giải thích vào cái từ đúng của nó. They are the vocabulary of the passage. Đây là những cái từ vựng của đoạn văn chúng ta vừa mới học đấy. Nãy thầy giảng chúng ta nghe bằng cách là nói chúng ta thôi. Giờ chúng ta nhớ lại không? Đừng có quay trở lại nha, nha. Con có nhớ hay không nha? Làm thử xem. Rồi, nếu ai không nhớ thì quay lại cái khúc đó xem lại một lần nữa. Rồi quay lại khúc này, cố gắng làm ra thử xem nha. Rồi, chúng ta xem đáp án. Right. To hug means to hold somebody in both arms tight. Ôm ai đó thật chặt, ôm. Memory is something happening in the past, remembered. Ký ức hay là kỷ niệm là những gì đã xảy ra trong quá khứ và được nhớ lại. Terrific means excellent, wonderful or very great. Tuyệt vời, xuất sắc, tuyệt vời, thật là vĩ đại, đồng nghĩa với terrific. Image is the impression somebody or something gives to the public. Đó là hình ảnh, đó là ấn tượng, hình ảnh là ấn tượng mà người ta hoặc là một vật nào đó tạo ra đối với công chúng. Considerate means always thinking of others' wishes and feelings. Tỉ mỉ, chu đáo, ân cần có nghĩa là luôn nghĩ đến những ước muốn và những cảm giác của người khác. To lose heart, that means to give up. Nản chí có nghĩa là đầu hàng, không làm nữa. The groom is the most important male of a wedding. Chú rể chắc chắn là cái gã đàn ông quan trọng nhất của đám cưới đấy. Humor is somebody's quality that can make others laugh. Sự hài hước đó là một phẩm chất của một người mà có thể làm cho người khác cười lên. Alright, now continue. Alright, try more. Look to see if you are right or wrong. Alright, to express means to show feeling or opinion to somebody. Bộc lộ, diễn tả nghĩa là mình cho người ta thấy cái cảm giác hoặc cái ý nghĩ của mình như thế nào. A tear is a drop of liquid from the eyes. Nước mắt là chất lỏng từ mắt, nước từ mắt chảy ra. Quality is a thing that is part of somebody's character. Phẩm chất đó là một cái thứ mà đã thuộc về cái cá tánh của người ta rồi. Generous means getting ready to give freely. Rộng lượng, hào phóng có nghĩa là sẵn sàng cho đi một cách tự nguyện, một cách miễn phí, không cần nhận lại. Generous. To distinguish means to see clearly the difference between two people or two things. Phân biệt có nghĩa là mình thấy rõ cái sự khác biệt giữa hai người hoặc hai vật. Priority is an important thing that is done the first of all. Là một điều quan trọng mà cần phải làm trên hết, đó là sự ưu tiên. Sen is a characteristic. Sen đây có nghĩa là một cái cá tính. Đây là một cái cá tính. Alright. Thông qua bài học này, chúng ta cảm thấy chúng ta phải yêu thương cha chúng ta hơn. Và chúng ta phải suy nghĩ lại phận làm con của mình, xem có đúng bậc lễ phép ngoan ngoãn hay chưa. Nếu thấy có lỗi với cha và dĩ nhiên cả mẹ nữa, thì hãy cố gắng tu dưỡng rèn luyện để trở thành con ngoan của cha mình, mẹ mình nhé các em. Now
It's time for homework. You should learn the vocabulary by heart and try to write a short paragraph telling what you think about your father and then send it to me via my email address. And prepare for the language focus of Unit 8. Chúng ta cố gắng học từ vựng thuộc lòng nhé. Hãy viết một đoạn văn ngắn nói cái cảm nghĩ của mình về cha mình rồi gửi qua mail cho thầy. Chuẩn bị phần language focus của bài 8. Phần này có điểm ngữ pháp mới, đó là mệnh đề liên hệ, rất là khó. Chúng ta cố gắng nhé. Nào, như thường khi chúng ta thấy những cái hình thầy để lên đây ha, cũng là tiếp tục luyện não, có nghĩa là mong muốn chúng ta phải luyện trí tuệ của mình. Trí tuệ cũng cần luyện nha các em nha, không thể nào không luyện được đâu. Như vậy là về trí tuệ và tinh thần mình phải luyện. Ngoài ra song song đó mình cũng phải rèn luyện về thể chất luôn nữa, thấy không? Năng động lên, nhảy múa, chơi thể thao gì đó, miễn sao mình có hoạt động, đừng có thụ động nhé. Alright, it's time to go now. Thank you. Hope to see you soon.